Xin chào các thầy cô và các bậc phụ huynh. Hiện nay, việc học online trở nên rất là cần thiết và việc các con em chúng ta suốt ngày phải nhìn vào chiếc màn hình điện thoại để học tập cũng gây ra khá nhiều lo lắng cho phụ huynh. Vì vậy, chúng ta hãy kết nối màn hình điện thoại với tivi để cho con em mình có thể nhìn với cái màn hình to hơn và đỡ hại mắt hơn. Video ngày hôm nay, em sẽ hướng dẫn kết nối màn hình điện thoại với tivi. Tuy nhiên, cũng còn phải phụ thuộc vào chiếc tivi của nhà chúng ta có hỗ trợ cái tính năng này không nữa ạ. Sau đây em sẽ hướng dẫn cách kết nối điện thoại iPhone với tivi. Với iPhone chúng ta sẽ phải bật cái trình điều khiển lên ạ. Với điện thoại iPhone X trở lên, chúng ta sẽ vuốt từ góc trên bên phải màn hình xuống để bật trình điều khiển. Còn với những điện thoại iPhone như iPhone 6, 6 Plus, 7, 8, chúng ta sẽ vuốt từ dưới màn hình lên ạ. Đây chính là trình điều khiển. Và chúng ta muốn kết nối với tivi, chúng ta sẽ bấm vào màn phản chiếu màn hình ạ. Sau đó danh sách tivi sẽ hiện ra, chúng ta sẽ chọn cái tên tivi mà chúng ta muốn kết nối ạ. Chúng ta sẽ bấm một lần nữa. Sau đó chúng ta sẽ chờ. Lúc này ở trên tivi cũng đang hiện cái màn hình giống điện thoại rồi đấy ạ. Đây chính là màn hình điện thoại ạ. Và sau khi kết nối xong thì chúng ta sẽ làm việc gì trên điện thoại thì nó sẽ hiện lên tivi ạ. Chúng ta muốn dừng kết nối thì chúng ta vào trình điều khiển lại và bấm lại vào dừng phản chiếu ạ. Như vậy là đã ngắt kết nối tivi với điện thoại.